Xin chào tất cả mọi người. Sau một thời gian mình đi tìm về cái con robot hút bụi, và mình đã quyết định thấy cái con robot là Xiaomi Mi Zia Gen 2 này. Về và đã dùng thử nó khoảng một tuần rồi, và bây giờ mình sẽ rút ra 12 cái điều cần biết về con Xiaomi Mi Zia Gen 2 này cho mọi người nhé, để mọi người xem là có nên mua hay không. Trước tiên là mình sẽ nêu cái cảm nhận của mình sơ sơ về cái khoảng thời gian sử dụng nó nhé. Thì từ ngày mà có cái con này về thì là mình không động đến cái máy hút bụi cầm tay nữa, vì nó rất là mệt. Và một ngày mà rảnh thì có thể cho hút 2 lần, tại vì hút 1 lần thì nó đã sạch rồi, nhưng mà kiểu ngứa chân ngứa tay mà có phần mềm nó cứ ấn đi cho nó làm, nó mất gì đâu. Nó làm xong nó lại chạy về đốc, nó lại sạc pin, nó giống như kiểu mình sạc điện thoại ấy. Thế thì lắm lúc là ngày tận 2 lần. Lâu lâu thì nếu mà không thích thì chỉ ngày 1 lần thôi, hoặc là có ngày nào không dùng, nhưng mà thường là ngày 1 lần. Hoặc là ví dụ như sáng tỉnh dậy chả làm gì, ấn nút cho nó kêu cho nó vui, chạy vô nhà. Về độ sạch ấy, thì phải nói là ok. Tại vì cái con này lực hút của nó không thể mạnh bằng cái con hút cầm tay được. Nhưng mà đổi lại thì mình cứ ấn nút cái nó chạy thôi. Nên nó chạy hết ngày này qua ngày nọ thì không thể có một cái bụi nào mà có thể sót được nữa. Và con này nó có thể chạy này, xiên gầm ghế, xiên gầm giường, xiên tất cả mọi nơi, nó hút hết. Cho nên là bụi nó không thể bay từ chỗ nọ sang chỗ kia nữa, hết sạch rồi. Nhà mình thì đóng khá là kín, chỉ thỉnh thoảng thời tiết đẹp hay là mình về mình mở cửa cho nó thông gió thôi. Thì từ ngày có nó thì cái máy hút bụi cầm tay thì mình chỉ lâu lâu hút 1 lần, tức là các ngóc ngách nhỏ ấy, thì cái con này nó không chui vào được. Thì mình có thể hút ví dụ như là ở trên tường nhà có cái mạng nhện, hay là ở trong góc những cái gậm, những cái chỗ mà nó không vào được. Thế còn những cái phần ở bên ngoài thì nó hút sạch hết. Như cái thảm này mọi ngày khoảng 1 tuần nó hút được 1 lần thôi, 1 tuần hút 1 lần thôi, thì bụi của nó ngày nào cũng có ở đấy, mình cũng thể thấy được, mình ngồi cũng tưởng sạch, nhưng không sạch. Bây giờ thì sạch, bây giờ thì nghĩ ra hơn rồi. Bây giờ đi vào thảm hay là đi ra cái nền gạch hoa này thì nó cũng không dặm chân nữa, cảm giác rất là thích. Bây giờ mình vào chủ đề chính nhá, 12 điều cần biết về Xiaomi Mi Zia Gen 2. Cái thứ nhất ấy, là đây là hàng nội địa Trung Quốc. Vì bạn có thể nhìn thấy này, trên hộp toàn tiếng Trung. Ngôn ngữ nói cũng ở máy cũng tiếng Trung. Tem dán ở trên máy cũng tiếng Trung. Nhưng mà cái hàng của Mi Zia này nó có thể update phần mềm thoải mái. Ít nhất là thời điểm bây giờ là tháng 2 năm 2020 thì bên bán cũng có báo cho mình là update thoải mái, và mình update không vấn đề gì cả nhá. Chứ không phải như mấy con cái con robot dốc bị khóa phần mềm là không thể update được và chịu chết và ấn bằng tay. Nếu mà bây giờ cái con này mà không dùng cái phần mềm ở trên điện thoại thì chán lắm, buồn lắm. Thứ hai là trên phần mềm, khi mình cài cái phần mềm Mi Home vào là mình phải đổi múi giờ Trung Quốc thì mới dùng được. Nhưng cái múi giờ Trung Quốc này là mình chọn vào cái kiểu địa điểm sử dụng ấy thì là chọn Trung Quốc. Nhưng mà cái trên phần mềm đều là tiếng Việt hết, nhưng mà cái giao diện đều là tiếng Việt hết. Nếu mà mình không chọn cái múi giờ Trung Quốc ấy thì nó chỉ hiện ra 3 cái phần lựa chọn của cái phần mềm thôi, còn cái phần điều khiển cái con robot là nó không hiện ra. Phần mềm nó lại lai giữa tiếng Việt với tiếng Anh, chỗ thì nó tiếng Việt, chỗ thì nó tiếng Anh. Một điều nữa này,
là vì cài múi giờ Trung Quốc nên nó sẽ nhanh hơn Việt Nam khoảng 1 giờ. Thường thường là hình như là Thượng Hải gì đấy là cộng 8, Hà Nội, Bangkok, Jakarta là cộng 7. Cho nên là nếu mà các bạn muốn nó làm 3 giờ chiều nó tự động quét, tự động hút thì các bạn phải cài 4 giờ chiều. Chứ không thể không, nó không đúng đâu. Hôm trước thì mình cũng không để ý cái này lắm, mình cài nó 3 giờ chiều làm thì 2 giờ nó chạy. 2 giờ thì ở bên đấy nó đã 3 giờ rồi. Điều thứ tư là load phần mềm chậm, điều khiển cũng kết nối nói chung là chậm. Khi kết nối vào được thì nó còn đỡ, chứ nếu mà chưa kết nối vào được mà nó load map ấy, thì nhiều khi chờ dài cổ phải tắt đi bật lại thì nó mới vào được. Cái này hơi bực. Nếu mà nó sự cái hệ thống mà xử lý được nhanh hơn thì tốt. Điều thứ năm thì các bạn nên biết là con này vào phần mềm nó có thể chọn hút, chế độ lau và hút và chế độ chỉ lau. Thế nhưng mình chỉ có thể sử dụng chế độ hút và chế độ lau kèm hút, chứ chế độ chỉ lau thì lại không dùng được. Mà muốn dùng được thì mình đầu tiên là mình tưởng nó lỗi, mình gọi đến nhà sản xuất thì người ta lại bảo là phải mua thêm một cái hộp 550 ml nước, tức là hộp nguyên lau. Được cái hộp thì nó lại không bán kèm theo máy. Mà ở Việt Nam cũng không có ở đâu bán cái phụ kiện này thì phải. Cho nên là mình chỉ sử dụng được chế độ 1 là hút, chế độ 2 là lau và hút, chứ không thể dùng chế độ nguyên lau được. Lắp vào nó sẽ báo là lỗi thiết bị. Cả hãy lắp cái hộp nước 550 ml vào, và cái hộp ý mình không có. Các bạn nào muốn sử dụng thì phải mua được cái hộp ý về cơ. Điều thứ sáu thì là về lực hút của con này. Theo mình đánh giá thì con này hút mạnh so với các con khác. Lực hút 2100 PA. Nói chung là mạnh lắm, mạnh, rất mạnh. Cho đến nỗi mà vướng cái gì là nó hút vào cái đấy hết. Đấy. Điều thứ bảy là khi mình sử dụng chế độ turbo nó kêu rất to. Và ở trong này có 4 chế độ hút. Mình đã một hôm mình ban đêm mình thử chọn chế độ nhẹ nhất là silent nhưng cũng không ngủ được đâu các bạn ạ. Cho nên là đừng có bắt con này nó hút khi mình đi ngủ, kể cả chế độ im nhất nó cũng không ngủ được đâu. Cho nên là tốt nhất là cứ để turbo làm cho nó phê, cho nó sạch, không cần silent là gì cả. Thứ 8 là con này nó phải đi lần đầu tiên thì nó mới quét được bản đồ các bạn ạ. Chứ nó không đứng một chỗ để nó quét bản đồ được đâu. Cho nên là mình lần đầu tiên ấy thì các bạn đóng hết những cái cửa buồng tắm hay là những chỗ nó không mong muốn nó vào, rồi những cái gì mà vướng đường các thứ là các bạn dọn hết đi để cho nó dò hết bản đồ của nhà, để cho nó không va. Rồi sau này ấy, khi mình lần thứ nhất rồi mình lưu map được rồi ấy, thì mình sử dụng các vùng cấm thì mình mới cấm đi được những cái khu, ví dụ như nhà mình đây có một cái bồn tắm nhưng mình sẽ cấm rộng ra một chút, bởi vì mình hay để cái khăn để thấm nước chân ở đây, mình không muốn nó hút cái khăn này vào. Con này hút mạnh, lần đầu tiên mình không bỏ khăn nó hút luôn cả cái khăn này vào và giằng ra hết chết đấy. Thế từ lần thứ hai đi thì mọi người có map rồi thì mình có thể là tạo ra cái vùng cấm để cấm nó đi vào những cái vùng mình không mong muốn. Thứ 9 là mình có thể chia sẻ một con máy robot này cho hai điện thoại được. Và cái điện thoại thứ hai cũng bắt buộc phải đổi múi giờ. Và con điện thoại thứ nhất thì mình chọn vào máy và chọn vào chia sẻ. Con điện thoại thứ hai mình cũng phải đăng ký một tài khoản khác đi và cũng phải đổi múi giờ. Thì khi mình nhập cái số điện thoại cộng 84 gì 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 đấy là số của máy bên kia thì nó sẽ hiện, nhưng mà thường thường là nó phần mềm nó chậm, cho nên là
nó cũng không nhanh được đâu. Khi mà mình lần đầu kết nối thì nó cũng phải các bạn kiên nhẫn đợi một tí thì nó kết nối được, thì cả hai máy đều có thể điều khiển con này như nhau. Điều thứ 10 là một điều rất quan trọng này, và mình đã bị rồi này. Nhà mình là một nửa là thảm, một nửa là nền gạch hoa, cho nên là có một vấn đề xảy ra là tiếp giáp giữa thảm và gạch hoa thì các sợi thảm nó hay có cái tua rua, thì con này nó hút mạnh thì nó hút luôn cả cái tua rua ấy vào, thậm chí nó cũng hút luôn cái sợi thảm, nó bóc chạy ngang chạy dọc và hút tất cuốn sạch vào máy luôn. Đấy, nó rất có thể bị kẹt ở đấy. Cho nên là mình phải lấy băng dính mình dán cái mép này xuống. Chứ cao thì nó vẫn trèo được, nhưng mà nếu mà có cái sợi thảm ra nó hút cứ hút đi hút lại thì chắc chắn 100% kẹt. Cho nên là mọi người chú ý phần này. 11 là về thời lượng pin. Thì theo mình dùng thường thường con này sẽ 1% pin, nó chạy được khoảng 1 phút và hút được khoảng 1 mét vuông. Xem như thế. Ví dụ như nhà mình, cái phòng nhỏ này của mình nó rơi vào khoảng hơn 20 mét vuông thôi, nhưng mà trừ đồ các thứ đi thì máy thì đo được khoảng 17 mét vuông, thì nó chạy mất khoảng 17 phút và hết được khoảng 15 đến 17% pin. Thế cho nên là 100% pin sau một lần hút thường thường nó sẽ còn 83-85% pin. Nếu mình làm tròn luôn là 1% pin sẽ được 1 phút và dọn được 1 mét vuông. Vậy các nhà mọi người mà khoảng 50 mét vuông thì làm mất khoảng 50 phút, hết 50% pin, rất dễ. Thứ 12 là mình chốt luôn về con này, là về đốc rất thông minh. Một phát về ngay, mình đã xem những cái con Philips rồi. Hôm đi đến điện máy MediaMarkt xem con Philips, nó cứ đâm ngang, đâm dọc, đâm trái, đâm phải mãi nó không về được. Nhưng con này hình như là đã quét bản đồ rồi thì nó lưu vào, thì mình ấn về đốc, hoặc là nó xong việc nó về đốc, hoặc là nó rửa chừng nó hết pin nó về đốc thì nó cũng đi một mạch về thẳng đốc luôn, và 100 lần như một. Các bạn về xem, nó về đốc cực kỳ thông minh và nó chuyên nghiệp, nó gọi là ngưng người cứ đi thẳng về đốc luôn đấy, nó không cần phải dò tìm gì quá lòng hoàng cả. Và con này thì mình có thể điều khiển bằng tay được, tức là các bạn cũng vào phần mềm nhé, các bạn có chỉnh tiến chỉnh lùi quay trái quay phải thì về được đến cái chỗ mà mong muốn là mình hút ở đấy, hoặc là mình vào cái bản đồ mình ấn vào cái chỗ mà không phải là cấm mà là cái vùng làm việc, tức là mình chỉ quanh nó làm việc nguyên cái vùng đấy thôi, thì nó không làm cả nhà nữa mà nó chỉ làm nguyên cái vùng đấy cho các bạn thôi nhá. Rồi xin tạm biệt các bạn, nhớ like, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình nhá. Xin chào tất cả mọi người. Bonus thêm một tí cho các bạn mà đến đây vẫn chưa tắt video này, là con này mình mua 7,1 triệu, và các nơi nó bán giá tầm tầm như thế, nhưng mà rất ghét cái ông Việt Nam bán hàng cực điên. Có những chỗ nó không bán một sản phẩm nào đấy thì nó sẽ đăng cái sản phẩm đấy giá thấp để câu người ta đến, và nó sẽ bảo là bây giờ sản phẩm đấy thế này thế kia, là anh chị nên dùng sản phẩm khác. Cho nên là đi mua những cái sản phẩm điện máy các thứ như thế này ở Việt Nam rất chi là bực luôn. Mình mua cái máy rửa bát, rồi cái bình thủy, rồi những cái mà mình chia sẻ video với mọi người đây, cực kỳ là bực luôn. Cực kỳ là bực luôn, bởi vì cái thói là nếu mình không bán sản phẩm này, mình cũng đăng lên thông số các thứ mình để giá rẻ. Chiêu này là chiêu mà cáu nhất đấy. Khách hàng đến nơi rồi, cực kỳ mất thời gian luôn, mà hàng thì không có, lại mô tả, lại giới thiệu sang hàng khác. Cái chiêu câu khách rẻ tiền này, mình chả nhẽ mình lại nói tên các cơ sở lên đây, bực hết cả người.